Hello, bạn nào nhu cầu mục đích Liên Quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình sẽ nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm qua như mình đã nói này phải không? Đây, solo reborn anh em à nè. Phải nói nó cực kỳ là khó chịu luôn anh em à. Mình không thể nào di chuyển được nha, cái chiêu 2 hay chiêu 1 của nó đó. Nó khó chịu lắm kìa anh em à. Ok, anh em nhớ giúp mình nút like đăng ký kênh nha. Giúp mình lên 28.000 cả shop sớm nhất nha anh em ơi. Nhưng mà solo với con này nè anh chị anh em à. Anh em đứng xa xa tí nha. Anh em canh chiêu 1 của mình có anh em phải đánh nha. Nè, quăng trúng này. Ui, nó khó chịu thực sự luôn anh em à. Mình chưa lên được đi giày khá hiệu ứng ấy. Khống chế hơi bị lâu nha. Nhưng mình cấu rỉa được nhiều cấu. Nhưng mà mình có level 4 nó dễ đánh hơn nha anh em ơi. Bên đó mà giữ khoảng cách đúng xa luôn. Không nào mà áp sát được luôn ấy. Nó khó chịu thật sự á. Mà bên kia ai cũng mát cục vàng hết em mà. Căng lắm nha. Mà combo này này là ông tới 3-4 cục vàng luôn anh em à. Mà đang cài cục vàng bon nữa hay sao ấy. Đang tới Việt Nam nữa này. Đây áp sát đánh này. Áp sát đánh nha. Áp sát đánh cho mình nha. Cứ áp sát đánh cho mình nha. Đó. Sao trời ơi. Không có ulti tiếc quá nha. Đây từ đem đây. À nó không về. Đợi mình cần có ulti nè anh em à. Cái này mà anh em đánh càng đánh từ xa là anh em càng khó chịu với nó nha. Không thể nào mà đánh được đâu nha. Anh em phải đánh gần cho mình nha. Chờ này, giết trong trụ luôn. Mình xém chết luôn anh em à. Rồi lùi về xíu. Ý, ăn luôn dơ luôn này. Anh em nào nhu cầu mua đến này hoặc cày thuê là liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Mấy video này mình còn mấy video khác nữa anh em à. Nhưng mà mình mai mốt sẽ đăng nha. Tại vì mấy bữa nay mình bệnh á, mình ra video nó chậm cho nên mấy video này nó có sẵn ấy. Đó cho nên rank hơi thấp xíu mà hiện tại là cũng đang gần 4x rồi anh em ơi. Cái nick này cũng khác 4x rồi nha. Kéo bùa ra đã. Game này là mình đi tem 5 nha anh em ơi. Tem 5 người đã bích tướng siêu khống chế mà siêu đam to nữa. Ê, nữa kìa. Đây, đó nó khó chịu kìa không? Anh em phải có ulti nha. Anh em có ulti anh em chơi mới đã nha. Phải áp sát tới đó liên tục chứ không để nó rỉa mình nha anh em ơi. Vậy. Đâu. Mít ơi, coi chừng ở mít nha. Đây. Ừ. Ui. Nè, đang kìa. Ý, ui. Ngon, một mạng này, ý. Để sao chứ. Đấy, nó khó chịu ghê anh em ơi. Còn rồi sẽ mất quân công anh em à. Ulti với lại cái chiêu của nó khó chịu lắm anh em. Nó làm mình đứng im là y vì câm lặng. Mình phải nói câm lặng mà mình nhốt luôn á. Anh em biết cái chiêu 2 của Alan không? Đó nó dạng y khuôn cái chiêu 2 của Alan nha. Nó hơi bị khó chịu nha. Mà cái kèo này kèo đầu tiên mình gặp luôn anh em mà. Từ trước tới giờ luôn. Lúc mà mới ra con tướng này tới giờ luôn ấy. Mà gặp ông này là ngay top Việt Nam nữa mới đau chứ. Bét nữa mới đau chứ. À anh em muốn cày thuê mua nick đấy, mình up bên cộng đồng tag trang YouTube của mình đấy. Hiện nay cái việc liên hệ ngay với số Zalo của đó nha, hoặc trên màn hình mình nè, hoặc là vô phần mô tả của mọi video là anh em sẽ có được cái trang cá nhân Zalo của mình nha. Có nhiều anh em kêu mình sợ lừa đảo, ơi mình đã up lên YouTube này, cả số Zalo và cả màn hình này, tất cả đều là một số thôi. Đó anh em việc. Ấy à, trời cay tới nhờ, tóc biến chật này. Ui. Trời không dính nè. Ơi, tiếc thế nhờ. Phải đó tiếng dính là ngon rồi. Cứ liên hệ ngay với lại tên Dương Tấn Đạt nha anh em ơi. Không về là chết nè. Nè. Ý hơn này. Ê. Ok, có trụ luôn em ơi. Ui, chết rồi. Chạy bài xuống. Ui, chạy được không đây? Ôi ơi, tóc biến ulti luôn kìa, trời ơi, không kịp quả cầu luôn. Qua pha đó bỏ cầu mình, chuyên một mình có thêm hai cái lướt mình sẽ chạy được anh em à. Rồi support tên bạn chơi chắc kèo quá. Tóc biến ulti luôn anh em mà sao mà chạy được. Vẫn còn hờ xí anh em à. Ba một rồi. Ôi thiếu người nha. Khống chế nè, Lily khống chế nè, đam to này, búp tô lai đam to nè, thêm vào đây CK nữa, trời, Elite nữa, trời ơi. Tàn thư dữ không? Tàn là công từ xa không mới đâu chứ. Vừa khống chế mà vừa chắc kèo ghê. Sao? Không về à? Ôi, hai người kìa. Thôi, lui. Bỏ đi em ơi, bỏ đi em ơi. Đấy, được đây. Ui, không chết kìa. À, đây, không về. Này thì không về. Quay lại làm chi, giờ lên dĩa. Cái gì đông thế. Rồi xong tôi à. Thôi mới còn qua cầu anh em à. Không qua cầu chắc ngủm à. Nâng cây xa kìa. Đánh được nha. Ấy. Trời ơi, cay thế nhờ. Đó cho anh em thấy là nó khó chịu cỡ đó. Tôi lướt top là không đánh thường thì không ulti được luôn anh em thấy không? Tôi chỉ đứng im anh em thấy không? Một bị ulti nó hút lại khi mà Elite hút vô tường nữa. Trời ơi, siêu khống chế luôn anh em à. Chụp bò trong mũi kìa. Khó chịu qua đi. Ui bút nó xanh quá rồi anh em à. Thôi thủ trụ trước đã. Chứ không lại nữa đâu. Ok có đau này. Nên giá phép nè. Tại con bút nó hồi máu ghê lắm anh em à. Lên cái đao trước. Giờ lên nhấp phép nè. Bây giờ phép bên bạn đam quá to. Ba người phép luôn. Không được giáp phép trước là khó chơi lắm nha anh em ơi. Tùy trận nha. Mình thấy đa phần là nếu mà lên khiên thất truyền hay gì là ít lắm. Đa phần lên giáp phép. Chớ nè. Chớ bắt ở đây trước này. Lại đứng im. Ôi vẫn chạy đây này. Ôi ôi cứu tôi Yuka ơi. Ui ui tàn tay xa không. Hay kìa, hay. Ôi dồi ôi. Từ nào mọi người ơi. Chờ nè, ấy. Ủa nó không chế đâu kìa. Ấy. Ôi, anh em thấy cái độ khó chịu của nó chưa? Tôi không làm được gì luôn em thấy không? Tôi chỉ đứng im thôi á. Cho án stone liên tục luôn. Cày thế nhờ. Vì em này bích con voi là đúng bài luôn em à. Ý hay kìa. Ui thì vẫn chết kìa. Ui tôi chưa có con ti này. Mà chạy đâu. Ui cày thế nhờ. Trời ơi đậu xanh hay quá bạn ơi. nghe khó chịu quá đi. Sợ ly trong bụi lên em à. Ok ok. Cái đậu xanh với con quỷ. Nhờn này. Nhờn này, nhờn này. Ê, đầy máu luôn, khỏi về. Mấy trận như vậy anh em để lết game đánh nó dễ hơn nha. Cũng khó, với này có con voi ngon hơn. Có người trong bụi. Rỉa, rỉa. Cần support lại anh em à. Chờ này, chờ này, chờ này, chờ này. Chờ này, chờ này, chạy support lại, đánh đây, đánh, đánh, đánh. Ôi, ôi con bút nó lên, nhấp mình xanh trước kìa. Trời ơi, chơi chắc kỳ ai chơi lại chờ. Ôi, ôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Lỗi rồi, lỗi rồi, lỗi, lỗi rồi. À, lỗi rồi. Ui, ép tới nhà luôn rồi anh em ơi. Chắc thua quá. Má, bách tướng chắc kèo vái trốn luôn. Không chơi có rồi, tay xa có rồi, đam to có rồi, trời ơi. Khó chịu sự. Chơi, 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 chơi. Lại đặt, lại hất. Nè, tao không chơi chiêu được luôn anh em à. Cày quá nhờ. Ý, vẫn được này. Chết 4 người, biến về cái đã. Đi. Biến về đây cho cào, lỡ Lily nó ra nó ảo một phát là chỉ có chết thôi. Game khó quá, game khó quá. Mấy game như này mà xem em mà có giải mà nhảy vô mình, mình ban vô nó mới ngon anh em à. Càng hết là câu hết chiêu team bạn, mình chết cũng được nữa. Mấy pha cuối nha, mình chết vẫn được nữa. Mình càng vô hết là cho team mình ở sau quýnh thôi anh em ơi. Mình hưởng hết đam cũng được nữa, mình chết cũng được nữa. Quan trọng là team mình đánh được, lấy lợi thế rồi thôi. Chắc kèo xíu anh em ơi. Thấy rồi. Chơi 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 chơi. Chanel ơi. Ừ ngon này. À nó đẩy có giải, có giải. Ui ui ui. Ui anh em thấy không, tôi vô mà tôi không đứng, tôi không xài chiêu được luôn anh em thấy không, chứ không phải là tôi không đánh được đâu nha. Mà là không siêu khống chế nó quá nhiều rồi. Đó, mình làm lợi thế để tìm ha, mình câu hết chiêu rồi đó, như nãy mình nói đó. Anh em canh mà. Ê. Đừng nói là chết nào, đừng nói là chết nó, lui về đi về. Ăn cái xa đi, cái xa đi. Ok rồi. Giờ coi góc nào vào cái đó. Quên ha. Để mình kiếm video nào mình coi hướng dẫn cho anh em cách mà vào giao tranh đúng không? Đúng không? Mình quên nha. Để mình coi mình kiếm video nào để mình làm video cho anh em xem, hướng dẫn cho anh em cách mở combat trước nha. Làm thế nào để mở combat trước, mà lúc nào cần mở, nào lúc nào không cần mở nữa nè. Anh em chờ mình nha. Mình đánh chắc kèo xíu anh em ơi. Check map trước khi đi vào nha. Câu chiêu thôi, câu chiêu thôi. Ấy, trời Trời ơi, chưa hồ công ty anh em à, trời ơi, chưa hồ tóc biến. Ồ, phải đó tóc biến nữa là ngon rồi, tao lượm được con bính rồi, con gì bon rồi. Đây 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 đây. Như dòng phơi này là được này. Chết. Ấy, trời ơi, chết rồi, chết rồi, trời. Chết rồi, lỗi. Lỗi tôi. Ôi, chậm một nhịp anh em mà, tao nói đi lùi xuống một bước. Ở đây dính là ngon rồi, dính là lụm tiền luôn anh em ơi. Dính là đạo tiền đề luôn rồi. Ui, lỗi một pha anh em không? Đó anh em không? Nó không phải là nhất thiết lúc nào cũng làm màu đâu nha. Ở trận đấu đang căng thẳng giống như vậy nè đó. Mình làm một cái gọi là cái gì đó cho anh em xem trước đó, hiểu không? Đang trận đấu căng thẳng như vậy này mà anh em thể hiện kỹ năng làm màu làm mè á, là vô như mình vậy đó anh em không? Như mình vậy đó. Là nhiều khi pha đó nếu mà lỡ thì team mình chết hết là thua luôn, là lỗi do mình luôn. Một pha của mình là sai hết tất cả anh em thấy không? Đó, thôi đánh chắc kèo lại xíu nè, không nên làm màu xíu nữa, làm màu là chết. Đúng không? Một pha nếu mà anh em làm được hit like anh em sẽ được một cái trận đấu hay. Còn nếu như anh em sai như mình pha như nãy á là anh em có thể mất cả trận đấu, mất cả ảnh hưởng cả 5 người luôn nha. Ảnh hưởng cả 4 người team mình luôn nữa. Đó, không phải là lúc nào làm màu cũng hay đâu nha anh em. Chưa chắc là màu đã tốt nha, tùy lúc thôi. Vô làm màu mà lúc nào nó cũng đổi mạng xong rồi lại bật thấy cái trận đấu như này căng thẳng. Tem bên mình đó nha, cao nhất hình như cũng là 70 mấy 80 sao anh em à nha, tem mình đấy. Tại là dân chiến tướng cho lên đâu mà có một mình là cao thủ rồi đó. Tại mình lóc đích khách mà, bạn bè anh em như lâu không lâu ngày cũng chơi, mình lóc rồi mình chơi chung ấy. Đánh lúc nào cũng đi tem 5, lúc nào cũng căng như vậy hết anh em à. Đánh chắc kèo xíu thôi, chờ farm lên giáp một sinh đã rồi mình đánh cho nó dễ anh em à. Ê đông quá, từ từ có tốc biến này, từ farm giáp đi giáp sinh đã. Trời có giáp vậy nè, chơi nè, thích là chơi nè. Ăn đi tôi kê cho, ăn đây mít vô ăn đi tôi kê cho. Chớ này mít Lily này, cô Lily này ý làm chậm kìa. Ơi ôi thôi tôi biết ăn được cây xa đây. Hôm nay ở đây nó bắn là chết luôn rồi. Ngon rồi ai ngon rồi quý đâu mít. Đó, trận siêu khó luôn em à. Thôi mình lật được này. Ok, win chắc rồi em ơi. Tại bạn mất hết 2 chủ lực làm sao mà thủ nổi. Ok, anh em nhớ cho mình nút like lên cái kênh nha. Trời ơi Chủ này kinh công chưa vô. Ôi trụ win anh em ơi. Ok, hẹn anh em vào đây ngày mai nhé.